trong đêm. Nhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ, và không ai muốn chia sớt những gì tôi đang mơ. Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biết. Muốn khóc nhưng cứ phải gừng cười, tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu nhau như những ngày đầu tiên yên vui ấy? Cứ ngỡ ta đã yêu được nhau. Vì sao không yêu nhau như những ngày đầu tiên yên vui ấy? Cứ ngỡ ta đã yêu được. Dạ chú mua bánh hả chú? Cho tôi hỏi, cậu có phải là Phạm Hữu Nguyện hay không? Dạ phải, con là Nguyện đi chú. Mà chú là ai vậy chú? Tôi là Liêm, là luật sư cố vấn riêng của ba cậu, ông Trần Thành Đạt. Hả? Phòng chứ không thấy. Má ơi, mình vô bệnh viện với ba. Trời, má ơi, má làm gì vậy? Hả? Má, có chuyện gì vậy má? Má làm gì vậy? Sao má lục tung hết đồ đạc của ba lên vậy má? Rốt cuộc là ông để ở đâu? Cuối cùng là để ở đâu? Ủa chú, mấy cái này là sao vậy chú? Tháng trước ông Đạt đưa cái này cho tôi và dặn, nếu như không may ông ấy gặp phải chuyện gì thì tôi phải đến tiệm bánh Vua Bánh Mì đưa những thứ này cho cậu. Chú nói vậy là sao chú? Không lẽ ba con ông Đạt đang bị tai biến, vẫn còn hôn mê, đang nằm trong bệnh viện. Hữu Nguyện à, nếu có chuyện gì xảy ra với ba thì người duy nhất có thể thay thế ba đó chính là con. Toàn bộ cổ phần và tài sản của ba đứng tên sẽ được sang tên hết cho con. Ba mong con hãy giúp ba giữ vững công ty Thành Phát. Thank you.
tình hình chồng tôi sao rồi bác sĩ? Mấy ngày nay ông nhà có dấu hiệu khá hơn. Và khi nào ông ấy tỉnh thì chúng tôi chưa thể biết được. Tôi hiểu rồi. Vậy có nghĩa là hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi đúng không bác sĩ? Phải. Bây giờ ông ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Cho tôi hỏi, tôi có thể mang chồng tôi về nhà để tự chăm sóc được không ạ? Má. Các con cũng biết ba các con không thích nằm bệnh viện. Nếu như mình đưa ba về nhà nằm, ba sẽ cảm thấy thoải mái hơn, thì sức khỏe của ba sẽ tiến triển hơn. Thôi được rồi, để chúng tôi xem xét và báo lại cho bà sau. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nhà mình có ai đọc báo chưa? Báo rằng tình trạng bệnh của anh Đạt ngày càng nguy kịch rồi. Chúng ta có nên đi thăm không? Sao không ăn cơm đi? Lúc này tôi ăn mấy cái bánh, cho nên bây giờ còn no. Dạ xin phép mọi người, con ăn xong rồi. Ông Đạt đang bị tai biến, vẫn còn hôn mê, đang nằm trong bệnh viện. Ba hiểu con mà. Ba sẽ tôn trọng quyết định của con. Tuy là bên cạnh ba có rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng đáng tin tưởng. Ba chỉ tin tưởng một mình con thôi. Con hiểu ý của ba không? Xin lỗi ba, nhưng mà con không thể quay trở về căn nhà đó được nữa. Nhà mình có ai đọc báo chưa? Báo rằng tình trạng bệnh của anh Đạt ngày càng nguy kịch rồi. Chúng ta có nên đi thăm không? Quá vậy mẹ. Mà mẹ dắt con vô đây chi vậy? Mẹ dắt con tới đây là để lấy lại cuộc sống mà con mơ ước. Cậu hỏi ai? Cô làm ơn và báo cho mọi người trong nhà biết. Hữu Nguyện, con trai lớn của ông Đạt đã về tới. Dạ. Dạ, mời cậu vào. Dạ.
Ba đưa con về phòng nghỉ ngơi đi. Má ở đây với ba được rồi. Dạ, có được không má? Má có bị mệt không má? Hay là má để con với Minh ở đây với ba có được không má? Má không sao, tụi con về nghỉ ngơi đi. Dạ, vậy có gì má gọi tụi con nha má. Ừ. Dạ. Có chuyện gì mà bác gấp vậy? Dạ, có người kiếm bà Khuê, nhờ tôi lên báo giùm mà. Người đó là ai? Họ có nói tên không? Người đó là một cậu thanh niên, cũng trạc tuổi cậu á, có tên là Hữu Nguyện. Để tôi xuống coi sao. Cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi sao? Phải, tôi đã trở về. Em chào hai chị. Chuyện rồi, má ra ngoài chút đi. Con chào cô Khuê, cô vẫn khỏe chứ? Ai cho mày tới đây? Đây là đâu? Mày biết không mà dám bước chân tới đây hả? Hữu Nguyện, mày... Chú Tài, con chào chú. Tao hỏi mày, ai cho phép mày tới đây hả thằng con quan kia? Con về đây là để thăm ba con. Mày nói cái gì? Mày tới thăm ai? Con đã nói rồi, con về đây là để thăm ba con. Con muốn biết tình hình của ba con sao rồi? Mày nói sao? Mày về đây à? Mày là cái gì mà dám tự ý vô nhà tao hả thằng con quan kia? Mày nghĩ mày là ai vậy? Con là con trai của ba con, tổng giám đốc công ty Thành Phát. Mày nói cái gì? Con trai à? Mày thấy chồng tao đang hôn mê rồi dám lại đây nhận bừa mình là con trai sao? Cô biết mà, tất cả những gì con nói đều là sự thật. Má. Quá đáng vừa thôi, tôi chỉ muốn đến thăm ba tôi thôi mà. Biến ra khỏi nhà tao. Tại sao lại để cho thằng con quan này dám bước chân vô nhà mình hả? Má, Nguyện, bỏ tay ra đi. Má, má còn thôi đi má. Thôi cái gì mà thôi? Má không thể nào để yên cho cái thằng này được. Nguyện, chuyện gì từ từ mình cũng giải quyết được mà. Hữu Nguyện à, nếu có chuyện gì không may xảy ra cho ba thì người duy nhất có thể thay thế ba đó chính là con. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, hình như là ông Đạt đoán biết được sẽ có chuyện xảy ra với mình, cho nên đã kêu tôi làm tờ ủy quyền này. Chú Liên,
nãy giờ chú có nói là tính mạng của ba con đang gặp nguy hiểm. Vậy có phải ý chú là có ai đó đã cố tình hãm hại ba con hả chú? Chuyện này thì tôi không chắc lắm. Con tới chưa trễ quá phải không ba? Con không biết phải làm gì để bảo vệ ba nữa. Thầy đã mất ngay trước mắt con mà con không làm được gì. Giờ đến ba, con càng không muốn mất thêm ba nữa. Càng không muốn có chuyện gì xảy ra với ba đâu. Cho dù có chuyện gì, con nhất định sẽ bảo vệ ba cho tới cùng. Ba ơi. Nguyện à, em ngồi đây đi, nói chuyện một chút. Sao em tới mà không báo trước, làm cho mọi người trong nhà ngạc nhiên vậy? Vừa nghe tin ba con đổ bệnh là có đứa không có lòng tự trọng. Mò tới đây coi có chia chác được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chứ sao nữa. Má, đừng có nói như vậy. Hôm nay tôi tới đây, trước là để tôi thăm ba. Và tôi có đem theo giấy tờ ủy quyền. Cái gì? Ủy quyền? Giấy ủy quyền gì? Đây là giấy ủy quyền mà ba tôi đã giao lại cho tôi, quản lý hết cổ phần cổ tức của công ty. Mày nói cái gì? Chú Liêm, luật sư riêng của ba, đã đi tìm tôi, đưa lại hết giấy tờ cổ phần, con dấu và giấy tờ đăng ký kinh doanh công ty của ba giao lại cho tôi. Không thể nào. Vô lý. Làm sao mà có thể giao hết tất cả? Lúc đó ba đang mê man bất tỉnh. Không lẽ ba biết trước được sẽ gặp chuyện nên mới làm như vậy sao? Tôi cũng đang thắc mắc về chuyện này. Tại sao ba lại biết trước sắp có chuyện xảy ra với ba mà ba lại làm như vậy? Rồi tại sao ba lại giao tất cả cho tôi mà không phải là người trong gia đình này? Chính bản thân tôi cũng đang rất tò mò về chuyện này, nên tôi nghĩ cứ thử nghe theo sự sắp xếp của ba một lần coi sao. Cái gì? Mày nói sao? Mày muốn quản lý công ty này à? Có biết làm không mà dám mạnh miệng lớn tiếng vậy hả? Không, tất nhiên là không rồi. Thợ làm bánh như tôi làm sao biết được kinh doanh là gì? Đã vậy còn một công ty lớn như vậy nữa. Biết như vậy rồi thì tại sao còn đến đây đề cập vấn đề giấy ủy quyền hả? Bởi vì ba tôi muốn tôi làm như vậy.
chắc ba tôi thấy trước tôi sẽ làm được gì đó, cho nên ba mới giao cho tôi. Mày muốn quản lý công ty, mày tưởng là tao để yên cho mày tự tung tự tác sao? Còn một chuyện nữa, vài bữa nữa tôi sẽ chuyển về đây để lo cho ba. Tới khi nào ba tỉnh lại thì thôi. Mày, mày đúng là cái thứ không có lòng tự trọng. Mày đem cái tờ giấy ủy quyền này tới đây rồi tính tự tung tự tác trong nhà tao, rồi mày còn muốn ở lì trong nhà tao nữa hay sao hả? Chú Liêm đã nói là tôi có quyền làm như vậy. Tôi xin phép đi trước, tôi sẽ gặp lại mọi người sớm thôi. Mày, anh Tài, kêu luật sư Liêm tới đây ngay bây giờ, mau lên. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Kêu ông ta tới đây giải thích tất cả. Mày đang làm gì ở đây? Bây giờ mày còn tính thế quyền của ba nữa hả? Không phải hồi nãy tôi đã nói rất rõ rồi sao? Ở đây không có chỗ cho mày. Quay về tìm bánh nhỏ đó mà chơi với bột đi. Bây giờ có muốn cũng không được nữa rồi. Tiệm bánh đã bị đình chỉ 3 tháng, tôi phải vô Thành Phát để làm thôi. Mày phải biết rõ, cái tiệm bánh nhỏ xíu đó so với công ty này là khác nhau mà. Khác cái gì chứ? Làm bánh thì làm ở đâu mà chẳng được. Ở tiệm bánh Vua Bánh Mì cũng là làm bánh, mà ở Thành Phát cũng là làm bánh thôi. Mày không nghe thì ráng chịu, sau này có hậu quả thì ráng mà chịu đi. Lúc đó đừng trách tại sao tao không báo trước. Cảm ơn Bảo đã lo lắng. Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ bản thân mình để khỏi bị gì thôi. Sao giờ này ra đây hứng sương vậy? Anh về rồi hả? Đi đâu từ tối đêm qua vậy? Tôi đi có chút chuyện. Mà sao giờ này ra đây ngồi vậy? Không có gì. Vô nhà đi. Anh Nguyện nè.
Ổng chừng sắp tới thì thằng Nguyễn nó cũng đi khỏi nhà mình. Sao vậy ba? Sao anh Nguyễn lại rời khỏi nhà mình vậy? Làm gì chuyện chú Đạt? Chú Đạt? Chú Đạt thì liên quan gì tới anh Nguyễn hả? Hữu Nguyễn, nó chính là con trai lớn nhà đó. Nè nhóc, có chuyện gì vậy? Sao bữa nay lạ quá vậy? Có chuyện gì nữa hả? À không, không có gì đâu. Còn không nữa, rõ ràng là có chuyện gì đó. À, ở nhà có chuyện gì hả? Hay là bị ba la? Hay là... Anh Nguyễn, gặp ba anh chưa? Nghe nói ba anh bị bệnh nặng lắm phải không? Chú có bị làm sao không anh? Ba đang bị hôn mê, tạm thời đang theo dõi. Thiệt ra thì tôi đã nghe ba tôi nói hết rồi. Anh còn sắp đi khỏi đây nữa. Anh giấu kỹ quá. Trong khi tôi có chuyện gì tôi cũng nói cho anh biết hết mà. Nè, tôi đâu có đi luôn đâu mà lo. Tôi chỉ ở đó cho tới khi nào ba tôi tỉnh lại. Với lại tôi cũng muốn tìm cho ra người đã phá làm cho tiệm bánh của mình phải đóng cửa nữa. Thiệt không? Đương nhiên là thiệt rồi. Tưởng tôi dễ dàng bỏ nơi này đi lắm sao? Cô nhóc này khờ thiệt chứ. Tiệm của mình bây giờ cũng giống như là nhà của anh rồi. Nhà ở đây còn đi đâu được nữa, phải không? À, tự nhiên nghe mình đi có người buồn nữa kìa. Anh mới là khờ á. Anh đi đương nhiên là người ta buồn rồi. Tại tôi thương anh lắm. Biết chứ sao không biết. Thì giờ tôi cũng thương nhóc mà. Thương như người thân trong nhà vậy đó. Khuya rồi, vô ngủ đi ha. Người ta có phải là gấu bông đâu mà suốt ngày cứ xoa đầu người ta. Bực bội à. Nè, sao vậy? Sao tự nhiên giận vậy trời? Sao chậm như rùa vậy? Lẹ chân lẹ tay lên. Nguyễn. Dạ. Đậu đỏ. Đậu xanh luôn. Dạ. Nhanh lên. Tới liền, tới liền. Nhanh, nhanh. Nhanh, 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 nhanh. Nhanh lên. Okay.
qua đại học nè. Dạ. Những thứ mình đang thấy không phải là ký ức. Đó là cuộc sống mỗi ngày ở đây. Khi mình quay lại, mọi thứ sẽ bình thường. Con luôn mang hy vọng đó ở trong lòng. Nhất định con sẽ quay về một ngày không xa. Thế nào như vậy được? Tại sao tất cả mọi thứ lại để cho thằng con Quang đó? Còn gia bảo thì không có 1% nào hết. Anh cũng không ngờ chồng em lại lên kế hoạch sẵn như vậy. Ảnh làm như vậy chẳng khác nào nói với mọi người ảnh chỉ coi thằng con Quang là con trai, còn con em thì không. Có khi nào chồng em đã biết thằng Bảo là... Anh đừng nói bậy. Nào giờ chồng em luôn lạnh lùng vô tình với thằng Bảo, rồi giờ 1% cũng không thèm cho thằng nhỏ nữa. Còn lý do nào khác không? Anh thôi đi, anh đừng có nghĩ bậy. Anh nên nhớ, Gia Bảo là con trai của tôi với anh Đạt, là con của anh Đạt. Anh đừng bao giờ có suy nghĩ lung tung như vậy nữa. Anh nhớ đó. Anh nói cái gì? Sao lại xuất viện? Anh vẫn chưa tỉnh mà. Bà Khuê quyết định như vậy. Hả? Nhưng mà tối hôm qua có người tự xưng là con trai lớn của ông tới nhà. Không lẽ là thằng Nguyễn? Chuyện này thì tôi không dám chắc, tôi vẫn đang theo dõi thêm. Nhưng mà cụ thể thế nào, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biết thôi.
không thấy hơi run. Nếu cậu cảm thấy không tự tin thì thôi từ bây giờ đi. Một khi đã vào trong đó rồi thì là cuộc chiến, không thể quay lại được đâu. Nếu như mỗi lần cảm thấy không tự tin mà con lại bỏ chạy thì tới giờ con cũng chưa làm được gì đâu. Nhiều khi không tự tin thì con cũng phải liều thôi chú. Nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, đây không phải là cuộc chiến bình thường. Con biết. Đi chú, mình vào thôi. Chào anh, tôi là Lan, thư ký của ông Đạt. Còn đây là anh Đức, trợ lý của anh. Dạ. Chào chị. Chào anh. Hai người này là trực tiếp phụ cho giám đốc đó. Dạ. Chào chị. Chào anh. Em là Hữu Nguyện. Có gì á, hai người chị giúp gia. Cảm ơn nhiều. Nè, xưng tôi được xưng em. Mình là sếp mà. Đối với mấy người cấp dưới mình lễ phép quá người ta ngại lắm. Dạ. Thôi, mình lên trển đi. Dạ. Nhanh lên, đi đi. Dạ. Không ngờ có ngày loại con quan này cũng mò tới đây sao? Con đã báo trước với cô rồi mà. Cầu nguyện đây đã được anh Đạt ủy quyền thay mặt ảnh xử lý công việc. Luật đã định như vậy rồi, chị không được phép can thiệp đâu. Anh Liêm, anh đối với tôi như vậy sao? Xin lỗi chị, tôi chỉ là làm đúng chức phận của mình thôi. Nếu có ý kiến gì thì chị đợi tới kỳ sau họp cổ đông, chị có quyền nói. Xin phép chị, mình đi thôi. Dạ. Hẹn gặp lại cô. Chào mọi người. Chào chị Lan. Tới rồi hả em? Dạ. Giám đốc mới cũng tới rồi đó. Ai vậy chị? Xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Dạ. Chào anh. Ủa, bà phải làm tới mức đó sao? Mọi thứ bà có được, bà chỉ muốn dành cho nó thôi hả? Rốt cuộc con là cái gì? Rốt cuộc đối với bà con là cái gì hả? Bây giờ con không cần gì nữa hết. Con sẽ không xin ba thêm bất cứ cái gì nữa. Nhưng mà con cũng không để thằng đó cướp mất cái gì của con. Ba cứ chờ đó đi. Chừng nào ba còn chưa cầu xin con thì con sẽ còn hại nó tới cùng. Bà cứ chờ đi, chờ coi con hủy hoại thằng con riêng của bà, thằng con cưng của bà như thế nào. Thank you.
đứng lên là phản đối tôi đúng không? Hy vọng mọi người ở đây đã quyết định ra sao. Thì cứ giữ như vậy. Có như vậy thì tôi mới biết được đến mà xử từng người theo đúng cách. Chú ơi, không phải công ty mình làm bánh sao? Thì sao chứ? Dạ sao không có cái gì liên quan tới làm bánh hết. Toàn là mấy cái gì với con số không mà. Con không hiểu gì hết. Bởi vì đây không phải là chỗ làm bánh bình thường, mà là công ty kinh doanh. Từ đầu tôi đã nói với cậu rồi, nếu cảm thấy không tự tin thì đừng có bắt đầu. Trong giấc mơ vẫn gọi tên tôi. Dạ con hiểu rồi chú. Khổ quá. Chẳng hứa gì. Thảm đi ra, thảm đi ra. Chỉ nắm tay mãi mãi. Đúng là ngon thiệt á. Lâu lắm rồi tôi không ăn cơm nhà nấu á. Bữa giờ toàn ăn cơm hộp văn phòng không à. Ngán muốn chết luôn á. À, anh Đức, anh ngồi xuống ăn cho vui nha. Nếu mắt không muốn thấy cùng chết mang trái tim dịu dàng, thì chấp nhận cho tụi con cưới nhau đi. Bảo. Có khi nào chính em là cô gái tôi vẫn đang chờ đợi. Nếu định mệnh khiến một ngày đôi ta bước tới, tôi muốn dành hết cho em những hạnh phúc không đâu xa vời. Ủa? Sẽ là người chị hai mãi yêu em. Đâu có ai mời chào đâu. Ai cũng tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Mà sao cứ nhất thiết phải quay về đây ở mới được. Em đã nói rồi, em chỉ ở lại cho tới khi ba tỉnh lại thôi. Em sẽ hạn chế ra vào để mọi người khỏi thấy em.